Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Mỹ, mình đến từ kênh giống cỏ giá rẻ. Hôm nay mình sẽ quay video thực tế về loại giống cỏ Guinea Mombasa, tức là cỏ xả lá lớn. Thì sau đây mình sẽ bật cam sao để cho các bạn xem nhé. Đây các bạn nhé. Đây là cỏ xả lớn mà mình đã trồng được 2 tháng rồi. Loại cỏ này thì nó phát triển theo dạng bụi và rất là non mềm, không có lông nữa. Khi chúng ta trồng cỏ này thì có thể là nhân giống bằng hạt hoặc là tách gốc ra để trồng. Loại cỏ này thì phù hợp cho các loại vật nuôi như là trâu, bò, dê, cừu, trâu nai, lợn rừng và cá trắm cỏ. Loại cỏ này phát triển lâu năm, có thể lưu gốc từ 4 đến 6 năm. Thì bên này là mình đã vừa mới cắt xong và cũng được khoảng 1 tuần rồi thì cỏ nó tái sinh như thế này đấy ạ. Và mình nên nhớ là khi chúng ta cắt xong thì mình trừ khoảng từng này, từng như thế này để cỏ có thể tái sinh lên mạnh như thế này đây. Đây ạ. Khi chúng ta trồng cái loại cỏ này thì có thể tiết kiệm được thời gian chăn dắt và bổ sung nguồn thức ăn cho vật nuôi. Loại này thì nó giàu đạm và chất dinh dưỡng nên là giúp vật nuôi chúng ta nhanh chóng được vỗ béo hơn. Khi chúng ta thu hoạch cỏ này thì nó không sót, rất là non mềm nên là vật nuôi nó rất là thích ăn và sẽ không bị chán miệng như là mấy cái dòng cỏ voi thì mình phải xay ra. Nhưng mà loại này thì mình chỉ cần bứt xong là mình vào này mình cho ăn trực tiếp luôn ấy. Đây là vườn cỏ mà nhà em đã trồng được 2 tháng rồi. Này. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu sơ qua và thực tế về loại giống cỏ này cho các bạn xem. Vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu chi tiết về cái loại giống cỏ Guinea Mombasa này. Nếu mà các bạn quan tâm hoặc là cần tư vấn về loại giống cỏ này thì có thể liên hệ trực tiếp với mình hoặc là bình luận ngay dưới video để được mình tư vấn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nhé. Xin chào.